trong hậu. Các bạn thân mến, cách đây mấy ngày mình có post cho các bạn xem bến phà Đại Ngãi. Hôm nay xin post một video tiếp theo qua cái phà thứ hai của bến phà Đại Ngãi, từ bờ của Lao Dung đi sang bờ của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Trước mắt chúng ta là một chiếc phà đang đi từ phía Đại Ngãi đi qua của Lao Dung. Đây là luồng Trần Đề nha các bạn. Từ đây chúng ta ra biển Đông, biển Thái Bình Dương. Nó khoảng trên dưới 20 km. Hướng này chúng ta đang nhìn về phía thượng lưu, do đó chúng ta thấy có những cái cù lao xanh xanh phía xa, đó là những vệt màu xanh trên dòng sông Hậu. Còn đây là trên phà. Xin nhắc lại với các bạn là phà Đại Ngãi gồm có 2 phà, cách nhau chỉ có 1,8 km ở cầu Lao Dung. Tới đây là phà đang sắp tới bến thuộc xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Bà xã thì đang chuẩn bị để mà lên bờ. Ở đây các bạn nhìn trên phà thì có rất nhiều xe tải và xe du lịch. Phà là lại khoảng 100, tức là trọng tải chở được khoảng 100 tấn. Cùng một lúc có thể chở 4-5 xe tải và khoảng 7-8 cái xe du lịch hay là xe khách. Phía sau lưng mình thì vẫn là mênh mông trời và nước. Cái vật xanh xanh đằng kia là ở trên một cái cù lao hay là một cồn. Các bạn thấy không? Cái sông Cửu Long qua khu vực này rất rộng lớn. Ở đây là gần bờ rồi đó. Tới gần cái cầu phà đó, các bạn thấy không? Nhưng mà tàu phà này cũng phải chạy lên phía trên rồi mới thả nước xuống, chứ mà cập thẳng thì với cái nước ngược này thì cập hơi bị khó. Đây có thể là một cái bến phà cuối cùng trên cái đường đi qua đồng bằng sông Cửu Long, vì các bến phà khác bây giờ đã có cầu. Mới đây là đã khánh thành cầu Dằn Cống trong năm 2020, và trước đó là cầu Cao Lãnh qua sông Tiền, còn cầu Dằn Cống thì qua sông Hậu. Phà Đại Ngãi này chắc là trong tương lai cũng khoảng những 5-7 năm nữa thì nó cũng đi vào dị vãng. Lúc đó là con sông Việt Nam sẽ liền một dải từ mũi Cà Mau đến ải Nam Quan, sẽ không còn phải qua phà nữa. Xin lỗi các bạn, là mình đang nói là cái đường ven biển thôi, chứ còn ở đường quốc lộ 1 thì đã xóa hết bến phà rồi. Đây là một cái đường ven biển đi từ thành phố Hồ Chí Minh về ngang tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Sóc Trăng, và sẽ đi qua Bạc Liêu và tới tỉnh Cà Mau cuối cùng của Tổ quốc chúng ta. Xin nói thêm cùng các bạn,
về hệ thống sông Cửu Long, tức là sông Mekong, chảy từ Trung Quốc và đổ ra biển ở địa phận nước Việt Nam chúng ta. Trước đây thì bằng chính cửa nên có tên gọi là Cửu Long. Quê mình ở Gò Công, cho nên là cái cửa đầu tiên của hệ thống sông Cửu Long là cửa Tiểu. Trước có chia sẻ với các bạn qua chỗ đi qua Cửu Lao, tỉnh Phú Đông của huyện Gò Công Đông. Còn đây là sông Hậu ra ngoài biển bằng cửa Trần Đề, tức là cửa cuối cùng trong chính cửa mà chúng ta có thể liệt kê sau đây. Đó là sông Tiền ra biển bằng 6 cửa: Tiểu, Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu. Và sông Hậu đổ ra biển với 3 cửa. Bây giờ thì một cửa đã bị bồi lấp. 3 cửa đó là cửa Định An, cửa Ba Sát hay là Ba Thấp và Phà Đang Đi trên luồng Trần Đề, tức là đổ ra cái cửa cuối cùng của hệ thống sông Cửu Long. Nói chung nếu các bạn có điều kiện đi qua các cái cửa đổ ra biển của sông Cửu Long thì đều thấy mênh mông, nhưng bản thân mình thì đi chưa hết các cửa thì thấy cửa sông đi ra ngoài Trần Đề này rất lớn, rất mênh mông. Bây giờ thì lên Phà Đại Ngãi rồi các bạn. Đây là một địa phận xã Đại Ngãi của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Và chồng mình sẽ tiếp tục hành trình đi về hướng chùa Sông Rộc và đường hoa Đèn Hồng ở huyện Châu Thành. Tới đây xin tạm biệt các bạn. Hẹn sẽ gặp lại trong các video khác. Trái vào Nam Sông Hậu, tiểu 60. Không cần đất nước và cuộc sống của con người. Hai trăm mét nữa tại vòng xuyên đi theo đường dẫn nhất vào 60 tới thành phố Sóc Trăng. Hẹn gặp lại.